Xin chào bạn, mình là Cường đây, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom 62 Trần Hưng Đạo, quận 1. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về một chủ đề mang tính chất kỹ thuật. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho số điện thoại mình để trên màn hình để nhận được tư vấn và báo giá một cách chính xác nhất. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về cái đèn gương cầu. Cái đèn gương cầu trên xe ô tô thì mình đọc được rất là nhiều bạn là cứ gặp cái đèn gương cầu này thì cứ gọi cái đèn gương cầu này là đèn bi xi nông. Thì cái quan niệm đó, cái khái niệm đó nó chưa hoàn toàn đúng. Thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn phân biệt tất cả các loại đèn mà nó có đèn gương cầu mà các bạn hay lầm tưởng là đèn bi xi nông, thì giúp các bạn làm sao hiểu cho đúng về cái đèn đó nó như thế nào. Thì đầu tiên các bạn phải hiểu giúp mình cái gương cầu là gì. Cái đèn mà có cái gương cầu thì gương cầu nó có cái tác dụng là gì? Thì cái gương cầu đó nó có tác dụng giống như là một cái chóa đèn thông thường. Thông thường cái chóa đèn nó sẽ có trên những xe ô tô hiện nay đang sử dụng đó, nó có cái chóa đèn. Thì ở trong chóa đèn nó được tráng những cái lớp gọi là lớp gương đó, để giúp cho nó hấp thụ cái ánh sáng, nó gom cái ánh sáng thành một cái điểm để nó phát chiếu sáng ra phía trước. Ví dụ một cái bóng đèn khi mà nó phát sáng thì nó phát sáng ra rất là nhiều phía ha. Thì cái chóa đèn này nó có tác dụng là gom những cái ánh sáng mà đi theo chiều hướng lung tung á, nó gom lại một điểm và nó phát ra phía trước để giúp cho cái luồng ánh sáng đi một hướng về phía trước. Đó là về cái tác dụng của đèn gương cầu. Nó có tác dụng giống như là một cái chóa đèn. Và thứ hai là tại sao người ta lại lắp đèn gương cầu mà không sử dụng chóa đèn thông thường? Thì cái đèn gương cầu nó có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất, đó là cái đèn gương cầu nó cho khả năng gom ánh sáng tốt hơn cái chóa đèn thông thường. Trên một cái xe mà lắp đèn gương cầu thì cái luồng ánh sáng nó tỏa ra nó có phần nó đều hơn so với đèn chóa đèn thông thường. Đặc điểm nhận dạng là khi ví dụ một cái xe có cái tầm chiếu là 50m thì cái ánh sáng ở 50m và cái ánh sáng ở 10m nó cũng giống như nhau, tức là nó cho cái khả năng trải đều. Và ưu điểm thứ hai là cái đèn gương cầu nó có cái khả năng cắt sáng tốt hơn. Ví dụ như là nó cho cái đường cắt sáng á, còn cái đèn halogen á thì là nó không có cắt sáng tốt bằng cái đèn gương cầu. Cái đèn gương cầu nó cho khả năng cắt sáng rất là vuông vức và nó đều và nó chính xác hơn. Và một ưu điểm thứ ba đó là đèn gương cầu chiếm diện tích ít hơn so với chóa đèn thông thường. Một cái chóa đèn thông thường cần một cái chóa đèn to như vậy và lắp cái bóng đèn phía trong trong. Còn ở trên đèn gương cầu chỉ cần một cái viên gương cầu nó có cái đường kính khoảng 10mm, 10cm là đã có thể thay cho một cái chóa đèn thông thường rồi. Có những cái gương cầu nó còn nhỏ hơn, nó chỉ 5-7cm. Đó là ba cái ưu điểm của đèn gương cầu mà ngày nay rất là nhiều xe sử dụng đèn gương cầu bởi những cái ưu điểm đó của nó. Còn về cái phần thứ hai là về phần cấu tạo. Ở phần cấu tạo này mình sẽ chỉ các bạn cái cách phân biệt những cái loại đèn gương cầu khác nhau. Ở phần cấu tạo á, đèn gương cầu nó sẽ chia ra làm hai mảng. Thứ nhất là cái mảng gương cầu, nó có công dụng giống như là một cái chóa đèn. Thứ hai là về cái phần chip phát sáng. Thì cái phần chip phát sáng này sẽ là cái phần để các bạn phân biệt giữa các loại đèn gương cầu khác nhau. Các bạn hiểu rõ với mình nha. Gương cầu chỉ là một cái chóa đèn để phát sáng. Còn ở phát sáng ra bằng cái loại gì thì đó là cái chip. Thì mình sẽ phân biệt bằng cái chip này. Sẽ có 4 loại đèn gương cầu. Thứ nhất là đèn gương cầu sử dụng sợi tóc, đó là đèn halogen gương cầu. Loại thứ hai là loại đèn LED sử dụng chip LED để phát sáng, gọi là đèn LED gương cầu. Thứ ba đó là đèn xenon. Đèn xenon là một công nghệ nó phát sáng bằng khí xenon thì người ta gọi là đèn xenon gương cầu. Và đèn thứ tư là loại đèn bi xenon gương cầu. Bi xenon gương cầu khác với lại xenon gương cầu điểm nào? Bi xenon từ bi mà tiếng Latin là từ bi, bi tức là hai chế độ là hai chế độ cốt và pha. Đèn bi xenon gương cầu nó sẽ có hai chế độ là hai chế độ cốt và pha mà các bạn hay gọi là đèn bi xenon đó. Thì lưu ý với mình có 4 loại. Loại thứ nhất mình sẽ lấy ví dụ các bạn là trên đèn Ford EcoSport á, là đèn halogen gương cầu. Thứ hai là đèn LED gương cầu, đèn LED gương cầu trên Ford Ranger Raptor 2020 bây giờ. Đèn thứ ba là đèn xenon gương cầu. Mình không lấy một cái ví dụ nào được thì mình sẽ tạm lấy cái ví dụ trên đèn Ford Everest á,
trên đèn fluorescent không phải đèn xenon gương cầu mà nó sử dụng đèn HID gương cầu. Thì cái đèn HID này nó cho cái cường độ ánh sáng tốt hơn đèn halogen nhưng tiềm cận với lại đèn xenon gương cầu. Và lại cuối cùng là đèn bi-xenon gương cầu nó có trên Focus đời 2018-2019 á, cái bản titanium bản cao cấp nhất á, nó sử dụng đèn bi-xenon. Rồi, qua video này mình đã giúp các bạn phân biệt được bốn loại đèn mà nó có cái gương cầu mà các bạn hay gọi là đèn bi-xenon á. Thì các bạn lưu ý giúp mình cái loại đèn như thế nào thì nó tùy thuộc vào cái chip nó khoác ra như thế nào, nó sử dụng halogen, led, xenon hay là cái gì. Thì các bạn lưu ý giúp mình chứ không phải là cái đèn nào mà có cái gương cầu đều gọi là đèn bi-xenon. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn yêu thích video này hãy bấm đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều video về các chủ đề scroll. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho mình nha. Bye bye.